hơn cả nãy giờ em chị. Sao? Chết rồi, mai phải đi học lại. Dạ. Mấy cái hấp chưa thì bóc không được đúng không? Lại hấp chưa bóc như này. Quên quên. Đó, à, mình đâu nghe đâu. Nghe não nha. Mùi thèm lành quen tôi cuối theo. Ủa, bánh quen. Khai nhiều quét này. À, anh chồng khai nhiều quét. Nó phải có một cái ambient gì phía dưới. Chứ nó ra không, nó không có tiếng không đạt. Em phải pha cái nền không đạt nữa. Rồi, có bánh giò, bánh giò, bánh giò. Mình sẽ có đoạn A, B, C, D, E đúng không? Dạ, ok rồi, anh sẽ hú.